À, anh Khoai, anh cho em hỏi là sao hồi xưa mà anh chọn cái con đường diễn hài vậy? Tại ngày xưa anh rất là thích nghệ sĩ hài Chiến Thắng, cho nên là mỗi lần gặp nhau cuối tuần hay là anh Thắng anh có ra cái sản phẩm thì là anh rất là thích, anh coi đam mê lắm. Nhưng mà anh Chiến Thắng thì anh nói xấu vợ rất là hay, anh Khoai có thể giống thần tượng của mình mà anh làm một đoạn nói xấu vợ được không? Được chứ em, nhưng mà không hay bằng thôi. Thì đó, anh Khoai làm thử một đoạn cho em nghe thử đi. Nói xấu vợ đúng không? Dạ. Dạ vâng, em xin kính chào tất cả bác các chị cùng toàn thể các bạn. Em tên nguyên nhân giấy khai sinh là Đám Văn Tang, ngày xưa mở Nha Trang, gia đình ly tán, em phải sang bên Lào. Sau khi sang được bên Lào, em theo phong trào em nhào của anh. Bên anh nói tiếng rất nhanh, em nghe được tiếng mà không có hiểu gì cả, ngày mặt cứ lầm lì, bố em tức quá đổi về nhà dì ở luôn. Nhà dì buôn bán đang xôn, em về 3 tháng bán luôn cửa hàng, tự nhiên cảm thấy bàng hoàng, em quyết định vô bảo tàng giữ xe để kinh tế nó éo le, em lại phải bắt xe về nhà. Về nhà em gặp được bà em ở tít bến phà Hải Dương, con người dễ thương nên em quyết định ở luôn Hải Phòng. Em đẻ ra đi xem bói, đồng thời bói một thằng này mắc phải cái bệnh là thông minh sáng suốt, cho đi học là kiểu gì cũng thành tài. Chính vì vậy sau này em học liên tiếp 3 năm lớp 1 đến năm thứ 4 mới nhớ là mình phải lên lớp 2. Sau khi lên lớp 2 mẹ em có thai, thế là em bỏ học. Nếu mà nói về con vợ em thì đầu tiên là phải nói về cái bệnh lắm mồm của nó. Ai nó nói từ sáng tới trưa, nếu mà gặp trời mưa nó nói tới tối. Chính vì nó lắm mồm vừa rồi nó đạt được cái giải ba của cái thi bình luận đám ma đấy. Không chỉ lắm mồm nữa mà con vợ em nó còn mắc thêm cái tính dỗi. Vợ người ta thì dỗi ăn dỗi ngủ, con vợ em thì dỗi cái nó tẩm xăng đốt tủ đốt nhà. Nhưng mà cái điên nhất là cái tính ghen của con vợ em nó ghen như xe gem không nổ, như sư tổ mổ ruột thừa, những cái bừa bị mất răng, như đường tăng đi xe máy bị hết răng giữa đường quốc lộ mà không có chỗ đổ. Nó bảo em là thằng chồng hay ăn mỡ cho nên mắc phải cái bệnh sàm sỡ. Ai thì cái hôm em chỉ có đi ra chợ, em cầm nhầm một tay của một cái bà già hơn 90 tuổi mà về, nó tốn cổ nó bắt ký đơn ly dị phân chia tài sản. Con vợ em nó còn mắc thêm cái bệnh mắt kém, ai nó xem như tivi nó nhìn con đời ươi thì bảo đấy là tinh tinh, ngắm bình minh thì bảo là chiều tàn, nhìn cái ghế thì tưởng là cái bàn, mà nhìn cái hà này tưởng là cái que đóm, mà nhìn mấy thằng hàng xóm thì tưởng là chồng, như thế mới đau chứ. Là chính vì vậy mấy lần nó sử dụng nhầm chồng đấy. Thế rồi em. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu.